Hello, xin chào các bác nhé. Hiện tại em đang có mặt tại phường Bình Chuẩn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho các bác một căn nhà có diện tích chiều ngang 6m và chiều dài 19m. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu và thiết kế rất là độc lạ nhé. Đảm bảo các bác chưa thấy căn này ở ngoài. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mái thái hình chữ A và phía trước mình có 4 cột chống đỡ phần mái thái mình nha. Mỗi bên có 2 cột kép này. Ban công vuông tròn. Sân này được chủ nhà để rất là rộng nha. Để cây cảnh hoàn nam bộ, mình để xe hơi vô tư luôn. Ngang 6m, chiều dài gần 20m. Bên đây có hoàn nam bộ này. Ở đây mình về có thể trồng lan, trồng cây cảnh thêm và thả cá ở dưới đây nha. Ở dưới đây chủ nhà thả cá ở dưới đây này. Về mình mở nước cho chảy nha. Mình xem lại mặt tiền này. Căn nhà hôm nay em giới thiệu nằm gần chợ Bình Chuẩn. Cách ngã tư Bình Chuẩn đâu đó khoảng 2 km, gần phòng công chứng của Tân Phước Khánh, gần chợ Việt Xin. Bác nào có nhu cầu đi xem alo cho em nhé. Cổng chính ở đây được chủ nhà làm một lớp cổng sắt 4 cánh, chủ nhà sơn và màu đen rất đẹp. Nhà này có con đường phía trước rộng khoảng 5m, xe hơi di chuyển vào thoải mái nhé. Đây là con đường vào này. Đường 5m nhé. Có vỉa hè mỗi bên là gần 2m. Đường rộng thênh thang. Bên đây có tới 3 căn biệt thự đây nhé. Kế nhà mình có tới 3 căn biệt thự này. Căn này một bên đây cái này. À, bây giờ mình di chuyển vào trong này để tham quan. View rộng rãi, thoáng mát nhé. Hoàn nam bộ rất là đẹp, không gian mát mẻ. Đây có mấy cây cảnh rất là đẹp này. Di chuyển vào trong đây. Trong đây có thêm một lớp cửa chính được chủ nhà làm cửa nhôm sinh pha và kiến cường lực. Phía bên đây có cửa sổ 2 cánh bên đây nha. Di chuyển vào trong phòng khách này. Phía trên mình là hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn trang trí. Hai bên được chủ nhà ốp lên tới khoảng 1m2 vách. Và được chủ nhà trang trí các bức tranh rất là đẹp. Nhà không gian mở nhé. Ngang 6, dài hơn 19m một xíu. Nhà này thổ cư 105m. Tổng diện tích là 118m2 nha. Được chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có ban công phía trước. Đây là không gian của khu bếp nấu ăn. Chủ nhà trang trí rất là đẹp nha. Ở đây mình có bếp và phòng vệ sinh ở cuối căn nhà này. Mình nhìn lại không gian tầng trệt một lần nữa nhé. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Bác nào đang có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hãy alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư Bình Chuẩn hoặc chợ Bình Chuẩn hoặc ngã tư Miếu Ông Cù, em sẽ dẫn vào xem nhé. Cầu thang kiến cường lực này. Lên tới trên đây mình có phòng sinh hoạt chung rất là rộng ở đây này. Nhà ngang 6, chủ nhà thiết kế không gian rộng rãi nha. Trên đây có tới 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung. Bên đây mình có phòng ngủ đầu tiên này. Cửa sổ sau nha. Ở đây mình có phòng vệ sinh thứ hai.
Và phía trước mình thêm hai phòng ngủ nữa này. Bên đây có một phòng rất là rộng này. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà trang trí rất đẹp nhé. Cửa chính đều được chủ nhà làm bằng cửa nhôm sinh pha. Bên đây là phòng ngủ thứ ba này. Giờ ra ban công phía trước nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 2 tỷ 650 triệu đồng và còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa nhé. Cái không gian của sân xe hơi cũng như hòn Nam Bộ phía trước này. Nhà rất là đẹp nha. Chỉ 2 tỷ 650 triệu đồng cho căn nhà cực đẹp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin được kết thúc video tại đây.